Tổng cục Hải quan đã lựa chọn 6 ngân hàng để phối hợp triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu thuế nhằm nâng cao tiện ích của việc thu thuế điện tử và thông quan 24/7. Cụ thể, Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn đồng ý để 6 ngân hàng gồm Vietcombank, Viettinbank, BIDV, SCB, SHB, TPBank thí điểm triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu thuế. Chương trình doanh nghiệp nhờ thu là việc doanh nghiệp nhờ cơ quan hải quan sau khi phát sinh tờ khai nợ thuế thì chuyển ngay thông tin về số thuế phải nộp của từng tờ khai sang ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế theo một định mức về tiền và khoảng thời gian nhất định. Việc triển khai chương trình này sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính. Công văn nêu rõ, 6 ngân hàng được lựa chọn triển khai thí điểm có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Hải quan cần thực hiện ngay việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin theo Bộ Chuẩn Thông điệp Trao đổi Thông tin Thu nộp thuế điện tử ban hành kèm theo quyết định số 1737 năm 2019 của Tổng cục Hải quan. Đồng thời, phải tuyên truyền đến các doanh nghiệp về chương trình này để các doanh nghiệp đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản, đảm bảo thời gian chính thức triển khai thí điểm trước ngày 15 tháng 9 năm 2019.